Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media, được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá thịt lợn có thể tăng do các chỉ thị mới từ EU. Nắng nóng tiếp tục thiêu đốt châu Âu. Công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với chi thức dân gian phở Nam Định và phở Hà Nội. Kính thưa quý vị, người xét cuối cùng cũng có thể nộp đơn kiện tập thể sau nhiều năm chờ đợi. Bộ Công Thương đã đăng ký tổ chức đầu tiên có thể thay mặt khách hàng khởi kiện và yêu cầu bồi thường cho họ. Tuy nhiên, có một điểm mới trong luật là người nộp đơn kiện cũng sẽ phải chịu chi phí tố tụng. Trong khi các vụ kiện tập thể đã hoạt động ở nước ngoài trong nhiều thập kỷ qua, thì tại Séc các vụ kiện tập thể phải tuân theo chỉ thị ở châu Âu. Hiện tại, sau nhiều năm chờ đợi, tổ chức đầu tiên của Séc mới có thể thực hiện kiện tụng thay mặt cho hàng trăm hàng nghìn nạn nhân. Theo người đứng đầu bộ phận pháp lý của tổ chức người tiêu dùng DTES, Jan Shura cho biết, DTES là đơn vị đăng ký đầu tiên mà người dân có thể nộp đơn kiện tập thể. Một vụ kiện tập thể có thể giúp nạn nhân nhận được khoản bồi thường, chẳng hạn như trong trường hợp những kẻ lừa đảo cố tình gây ra những thiệt hại nhỏ không đáng kể cho một cá nhân kiện. Theo các luật sư, người dân phải đối mặt với nhiều kẻ lừa đảo trên Internet, những kẻ lừa đảo năng lượng hay những người bán hàng không trung thực. Trước đây, Bưu điện Séc đã tham gia hoạt động kiện tập thể nhưng không thành công. Vào thời điểm đó, tòa án đã từ chối yêu cầu này vì luật pháp không cho phép khởi kiện tập thể thay mặt cho một bên. Hiện nay, vị thế của nạn nhân đã vững chắc hơn, nhưng những trở ngại lớn nhất sẽ là tài chính. Tòa án có thể kéo dài vụ kiện hàng năm, đại diện pháp lý và lệ phí trong những trường hợp như vậy lên tới hàng triệu quân. Lựa chọn duy nhất để tài trợ hiện nay là đầu tư. Nhưng điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính công bằng và khách quan, do đó các tổ chức người tiêu dùng đang yêu cầu thành lập một quỹ đặc biệt để trang trải chi phí cho các vụ kiện tập thể. Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô cho biết, doanh số bán ô tô điện trong 7 tháng năm nay tại Cộng hòa Séc tăng 44%, với số lượng bán ra là 4.987 xe. Nhu cầu về xe hybrid cũng tăng 36%, lên 30.238 xe được bán ra. Trong số này, 3.498 xe là xe plug-in hybrid. Trong tổng số xe du lịch đã được đặt, xe điện chiếm 3,65% và xe hybrid chiếm khoảng 22,1%. Nhờ chính sách hỗ trợ giá mạnh mẽ, Tesla vẫn là thương hiệu ô tô bán chạy nhất với 1.957 ô tô. Skoda đứng thứ hai khi bán được 473 ô tô Enyaq và thứ ba là Volvo với 454 ô tô. Hyundai, BMW và Volkswagen theo sau danh sách này. Vị trí đầu tiên về doanh số bán xe hybrid là Toyota với 7.509 xe, tiếp theo là Skoda nội địa với doanh số 3.327 xe và đứng thứ ba là Volvo với 2.736 xe. Mẫu xe hybrid bán chạy nhất là Skoda Octavia với 2.867 xe, vượt qua Toyota Corolla. Vào tháng 3 năm nay, nhà nước đã đưa ra chương trình bảo lãnh các khoản vay và trợ cấp mua ô tô điện cho các công ty và doanh nhân. Khoản trợ cấp lên tới 200.000 quân cho ô tô điện và lên tới 300.000 quân cho xe tải điện. Sự quan tâm đến ô tô ngày càng gia tăng nhờ chương trình trợ cấp của Bộ Nông nghiệp. Tuy nhiên, xe hybrid hiện có thể được mua với giá ưu đãi hoàn toàn có giá tương đương với ô tô động cơ đốt trong. Xe hybrid có thể chiếm tới 1/4 thị phần vào cuối năm nay. Tổng doanh số bán ô tô mới bất kể các loại trên thị trường Séc đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 136.673 ô tô trong 7 tháng năm nay. Trong tháng 7, doanh số bán hàng tăng 8,5% lên 17.452 xe. Thưa quý vị, nếu một người gặp tai nạn giao thông thì cần phải biết cách hành động đúng. Quy trình đúng sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc tai nạn xảy ra trên xa lộ hay đường quốc lộ. Nhiều tài xế không biết rằng điều quan trọng đầu tiên là phải đánh dấu chính xác vị trí xảy ra tai nạn, sau đó yêu cầu trợ giúp, thực hiện đúng quy trình có thể cứu mạng bản thân và người khác. Trong trường hợp xảy ra vấn đề khi đang lái xe trên đường, đầu tiên tài xế phải tắt máy, bật đèn báo hỏng và lấy áo phản quang. Sau đó tài xế phải lắp hình tam giác cảnh báo và đặt phía sau xe ít nhất 50m. Theo điều phối viên của Beship Pavel Chizek, tài xế cũng có thể đặt hình tam giác xa hơn, đặc biệt ở những nơi có tầm nhìn khó để tài xế có nhiều không gian để phản ứng. Sau đó, tài xế mới kiểm tra tất cả những người khác ở trong vụ tai nạn.
Bởi nếu ngay sau khi xảy ra tai nạn mà tài xế ra khỏi xe và giải quyết những điều khác trước, có thể xảy ra trường hợp một chiếc xe khác sẽ tông vào trong lúc đó. Trong trường hợp khẩn cấp, người trong vụ tai nạn nên sơ cứu đồng thời gọi 112 và làm theo hướng dẫn. Nếu sự cố xảy ra trên xa lộ, các quy trình sẽ khác. Những người trong vụ tai nạn nên đi ra phía sau lan can sau khi xảy ra tai nạn. Điều này có thể cứu sống họ. Trong vụ tai nạn xảy ra trên xa lộ cũng cần phải mặc áo phản quang và đặt hình tam giác cảnh báo. Tuy nhiên, khoảng cách tối thiểu để đặt tam giác cảnh báo trên xa lộ là 100m. Người điều khiển xe máy bắt buộc phải có trang bị sơ cứu, đồng thời nên mang theo áo phản quang bên mình. Quy định này cũng áp dụng cho những người lái xe không liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn. Kỳ nghỉ hè là thời điểm xảy ra nhiều tai nạn nguy hiểm nhất và cũng gây tử vong nhiều nhất. Người lái xe dễ mắc sai lầm khi giao thông đông đúc hơn và nhiệt độ cao có thể làm suy giảm sự chú ý của tài xế. Kể từ đầu kỳ nghỉ lễ đến nay đã có hơn 11.000 vụ tai nạn xảy ra trên các con đường của Séc. Theo dữ liệu sơ bộ của cảnh sát, trong các vụ tai nạn có 56 người thiệt mạng, nhiều hơn 11 người so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, số người bị thương nặng lại giảm nhẹ. Giá xăng và dầu tại Séc mặc dù đang giảm nhưng chất lượng của chúng còn tệ hơn so với những năm trước. Theo kết quả đánh giá của Thanh tra Kinh tế, chất lượng giảm rõ rệt, nhất là ở nhiên liệu xăng. Vào tháng 6, cơ quan Thanh tra Thương mại Séc Choi đã lấy 240 mẫu nhiên liệu được cung cấp tại các trạm xăng ở Cộng hòa Séc. Tất cả các mẫu đều đáp ứng yêu cầu chất lượng đã đặt ra. Cùng với việc giá dầu diesel và xăng giảm, đây chắc chắn là một tin tức tích cực đối với người lái xe. Tuy nhiên, đánh giá đối với cả nửa đầu năm nay, tình hình lại không mấy khả quan. Chất lượng của nhiên liệu trong nửa đầu năm 2024 so với nửa đầu năm 2023 đã xấu đi. Trong nửa đầu năm ngoái, thanh tra phát hiện tổng cộng 5 trên tổng số 1.313 mẫu thu được không đạt yêu cầu, trong khi năm nay có 15 trên 1.359 mẫu thu được không đạt yêu cầu. Chất lượng kém được các thanh tra ghi nhận chủ yếu ở xăng với 8 mẫu không đạt yêu cầu. Đối với nhiên liệu LPG, 3 trong số 164 mẫu thu không đạt yêu cầu và dầu diesel có 4 mẫu không đạt yêu cầu. Trong nửa đầu năm nay, Thanh tra Thương mại Séc đã cấm bán nhiên liệu không đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng và thành phần trong 4 trường hợp. Lệnh cấm liên quan đến gần 28.000 lít nhiên liệu với tổng trị giá vượt quá 1 triệu korun. Các trang trại nuôi lợn trong những năm tới sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe hơn của EU. Điều này khiến nhiều trang trại lợn muốn ngừng công việc chăn nuôi. Các nhà kinh tế dự đoán giá thịt lợn trong nước sẽ bị tăng đáng kể. Các chỉ thị mới từ Brussels yêu cầu dành nhiều không gian hơn trong khu vực dành cho lợn sinh nở. Theo thông lệ hiện tại, lợn nái được nhốt trong một lồng đẻ bởi nếu nó được tự do hoạt động, có thể sẽ dẫm lên lợn con, khiến tỷ lệ tử vong ở lợn con sẽ cao hơn đáng kể. Các quy định mới yêu cầu lợn nái phải có nhiều không gian hơn và không có lồng trong chuồng đẻ. Mặc dù MEP vẫn chưa bỏ phiếu về các quy định mới, nhưng các nhà chăn nuôi sẽ có thể nộp đơn xin hỗ trợ một phần cho việc tái thiết các trang trại vào mùa thu này. Một trang trại lợn cho biết, nếu như phải mở rộng chuồng, mặc dù chỉ vài cm, thì đối với họ có nghĩa là sẽ phải bỏ hoàn toàn chuồng lợn và xây lại. Theo ước tính của Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế COPACOGEGA, việc xây dựng lại chuồng lợn sẽ khiến những người nuôi lợn trong EU thiệt hại tới 3,5 tỷ euro. Các chuyên gia hy vọng lệnh cấm toàn diện đối với quy mô và phương pháp chăn nuôi hiện tại sẽ được ban hành vào khoảng năm 2030. Những thay đổi mới sẽ được cho có ảnh hưởng tiêu cực đến giá thịt lợn trong toàn EU. Hiệp hội chăn nuôi lợn ước tính mỗi bộ phận nông dân, người chăn nuôi sẽ không muốn đầu tư xây dựng chuồng mới và họ có thể kết thúc công việc này. Nếu trường hợp này xảy ra, khả năng tự cung tự cấp thịt lợn tại Séc sẽ bị giảm sút. Hiện tại, thị trường Séc đang tự cung cấp khoảng 46% sản lượng thịt lợn. Thị trường vay thế chấp đang có dấu hiệu hồi phục. Điều này được thể hiện qua số liệu Hippo Monitor mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Séc. Trong tháng 7, các ngân hàng đã cung cấp các khoản vay thế chấp trị giá 23,8 tỷ korun. Hoạt động trên thị trường vay thế chấp theo truyền thống sẽ giảm khoảng 2 con số vào thời điểm đầu kỳ nghỉ hè. Sau đó các chuyên gia sẽ quan tâm đến kết quả thống kê mỗi năm hơn là thống kê hàng tháng. So với cùng kỳ năm trước, các ngân hàng đã cho vay nhiều hơn 110%. Martin Vasek, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của CSOB Hypotechny Banka cho biết, tình hình trên thị trường thế chấp bị ảnh hưởng rõ ràng bởi lãi suất ưu đãi hàng năm, nhu cầu của khách hàng bị chững lại và sự gia tăng trở lại của các căn hộ. Lãi suất vay thế chấp trung bình của một khoản vay mới lần đầu tiên trong năm nay tăng nhẹ từ 5,05% lên 5,07%. Chẳng hạn như một khoản vay thế chấp 3,77 triệu korun với thời gian đáo hạn là 25 năm thì mức trả thế chấp hàng tháng sẽ là 22.200 korun. Trong những tuần tới, các ngân hàng có thể giảm lãi suất thế chấp xuống một chút nhờ vào sự sụt giảm lãi suất hoán đổi, tức là giá tiền mà các ngân hàng vay lẫn nhau.
giải thưởng hấp dẫn khi mua Dobra Voda tại Tata Foods. Khi mua nước Dobra Voda 1,5 lít vị bất kỳ, khách hàng hãy giữ hóa đơn và truy cập vào website tatafoods.eu/dv để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng iPad Air 13 inch. Chương trình áp dụng tại chuỗi siêu thị Tamda Food và dịch vụ Tamda Express từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024. Kính thưa quý vị, cuộc phỏng vấn ông Trump của tỷ phú Elon Musk vào tối ngày 12 tháng 8 đã khiến Liên minh châu Âu quan ngại. Phe bà Harris cũng lên tiếng chỉ trích. Trước cuộc phỏng vấn diễn ra vào tối 12 tháng 8 giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X, Liên minh châu EU đã gửi một lá thư tới ông Musk để nhắc nhở về các quy định của khối này trong việc lan truyền nội dung có hại. Cụ thể, bức thư yêu cầu ông Musk tuân theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU về các quy tắc đối với nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch trên các nền tảng truyền thông xã hội. Về phía Đảng Dân Chủ, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã phản hồi bằng một tuyên bố rằng toàn bộ chiến dịch của ông Trump là nhằm phục vụ những người như ông Elon Musk và chính ông ta, những kẻ giàu có tự mãn, sẵn sàng bán rẻ tầng lớp trung lưu. Ông Trump và ông Musk đã có buổi thảo luận kéo dài hơn 2 tiếng trên X để đề cập đến một loạt vấn đề từ âm mưu ám sát ông Trump, tình trạng nhập cư bất hợp pháp, căng thẳng ở Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine cho đến kinh tế Mỹ và những chỉ trích nhằm vào đối thủ chính trị là Tổng thống Mỹ Joe Biden và bà Harris. Thống kê ngày 13 tháng 8, có khoảng 1,3 triệu người nghe trực tiếp cuộc phỏng vấn ông Trump và tỷ phú Musk và 18,4 triệu lượt xem lại video phỏng vấn này trên mạng xã hội X. Châu Âu đang phải đối mặt với mùa hè ngày càng nóng hơn, năm sau lại nóng hơn năm trước. Tình trạng biến đổi khí hậu khiến những đợt nắng nóng kéo dài và dữ dội hơn. Hàng trăm vụ cháy rừng đã bùng phát trên khắp Hy Lạp kể từ tháng 5. Các nhà khoa học cho rằng tần suất và cường độ của cháy rừng là do điều kiện thời tiết ngày càng nóng và khô liên quan đến biến đổi khí hậu. Còn tại Pháp, ngày 11 tháng 8, người dân thành phố Bordeaux và khách du lịch đều phải tìm cách để hạ nhiệt, trong khi thành phố phía tây nam nước Pháp này đang hứng chịu một đợt nắng nóng. Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha thì dự báo nhiệt độ cao trên khắp Tây Ban Nha và đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cực cao cho xứ Basque và Cantabria ở phía Bắc vào ngày 11 tháng 8. Tại thành phố Bilbao, nhiệt kế trên đường phố cho thấy nhiệt độ là 45 độ C dưới ánh nắng mặt trời vào khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 8. Ở thành phố Palermo trên đảo Sicily của Ý, nhiệt độ lên tới 40 độ C hôm 10 tháng 8. Trời đã không mưa trong nhiều tháng và dự kiến thời tiết nóng sẽ tiếp tục cho đến tháng 11. Nhiệt độ ở các nước Đông Nam Âu được dự báo cận ngưỡng 40 độ C. Do nắng nóng thất thường kéo dài, các vụ cháy rừng đã và được dự báo sẽ xảy ra. Kính thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 8, cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông sau khi một bé gái 11 tuổi và một phụ nữ 34 tuổi bị đâm dao ở quảng trường Leicester, trung tâm thủ đô London. Nghi can là một thiếu niên 17 tuổi, sinh ra tại Cardiff, xứ Wales và sống ở làng Banks thuộc hạt Lancashire, đã bị bắt vì tình nghi cố ý giết người liên quan đến vụ tấn công. Cảnh sát cho rằng không còn nghi phạm khác liên quan đến vụ việc. Các nạn nhân đều đã được đưa tới bệnh viện và hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai người. Trước đó, một vụ đâm dao xảy ra ở lớp học yoga và khiêu vũ do hai giáo viên hướng dẫn dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi tại phòng tập Heartspay ở Southport thuộc hạt Merseyside vào lúc 11:47 sáng 29 tháng 7. Đã có 2 trẻ em tử vong và 9 trẻ khác bị thương, trong đó có 6 em trong tình trạng nguy kịch. Hai người lớn cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ việc mà cảnh sát mô tả là cuộc tấn công tàn bạo. Hôm 13 tháng 8, Reuters dẫn thông tin từ một tư lệnh cấp cao của Ukraine cho biết lực lượng của Kiev kiểm soát được 1.000 km2 lãnh thổ Nga khi họ tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa hai nước. Chỉ huy Oleksandr Syrsky cho biết Ukraine tiếp tục tiến hành một chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk ngày thứ Bảy sau khi chiến dịch bắt đầu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết giờ đây nước ông sẽ đưa chiến tranh quay trở lại đất Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi đó mô tả cuộc tấn công là một sự khiêu khích lớn và ra lệnh cho các lực lượng Nga đuổi đối phương ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Trước đà tấn công của Ukraine, ngày càng nhiều người dân được chính quyền sơ tán khỏi khu vực phía tây nước Nga để đảm bảo an toàn, với hơn 59.000 người được yêu cầu rời đi. Thống đốc địa phương cho biết khoảng 28 ngôi làng trong khu vực đã rơi vào tay lực lượng Ukraine. 12 người dân đã thiệt mạng và tình hình vẫn còn khó khăn. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Anh nói với BBC rằng có nguy cơ Moscow sẽ tức giận trước cuộc xâm nhập này đến mức họ có thể tăng gấp đôi các cuộc tấn công vào Ukraine.
Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Anh hôm 12 tháng 8 đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh rằng không thể trì hoãn thêm việc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza. Tuyên bố chung được đưa ra sau khi tình báo Tel Aviv đưa tin rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng vài ngày tới để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hôm 31 tháng 7 và sau nhiều ngày căng thẳng gia tăng giữa Israel, Iran và lực lượng Hezbollah. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Anh đã kêu gọi Iran và các đồng minh kiềm chế các cuộc tấn công có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực và gây nguy hiểm cho cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Tuyên bố chung còn nêu rõ, cuộc chiến phải kết thúc ngay và tất cả con tin bị Hamas giam giữ phải được trả tự do. Người dân Gaza cần được cung cấp và phân phối viện trợ khẩn cấp, không bị cản trở, không thể có sự chậm trễ nào nữa. Cho đến nay, một số vòng đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza đã thất bại, ngoại trừ lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần được tuân thủ vào cuối tháng 11, 2023. Tam Đa Brno tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho bạn. Bạn có bằng lái xe và có kinh nghiệm lái xe lâu năm, bạn có sức khỏe, trung thực và làm việc có trách nhiệm. Hãy đăng ký ngay với chúng tôi vào vị trí nhân viên lái xe. Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, lương thưởng cao xứng đáng với năng lực, thưởng theo tháng, theo năm. Công ty trả bảo hiểm y tế, xã hội cùng với nhiều quyền lợi khác. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số 774-298-866 hoặc qua email imex@tamda.eu. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sẽ có diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm với sự tham gia của hơn 11.220 người. Chiều 12 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước 3 năm 2023 đến 2025, làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 - 30 tháng 4 2025. Báo cáo về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ có diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, trong đó diễu binh gồm 34 khối của lực lượng vũ trang, diễu hành có 11 khối. Tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành là 11.220 người, cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặt yêu cầu rất cao đối với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là các hoạt động lớn ở cấp trung ương, vừa phải có ý nghĩa tri ân, giá trị tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, vừa mới hấp dẫn nhưng bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hướng tới người dân để người dân được thụ hưởng. Ngày 9 tháng 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 2326 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với chi thức dân gian phở Nam Định và phở Hà Nội. Cả ba di sản văn hóa phi vật thể đều được địa phương giới thiệu với đầy đủ giá trị như tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Phần lớn những hàng phở nổi tiếng ở Hà Nội đều có bí truyền khi pha chế, chỉ có vợ chồng người chủ biết, người khác không thể biết liều lượng và một vài loại gia vị đặc biệt khi cho vào nồi nước dùng. Công thức chỉ được truyền nghề cho những người trong gia đình hoặc dòng họ qua hình thức cầm tay chỉ việc. Về phở Nam Định, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch nhận xét, phở đã trở thành niềm tự hào của đất và người Nam Định, khẳng định được giá trị thương hiệu ẩm thực có những nét độc đáo, thể hiện trong tất cả các khâu từ chuẩn bị, lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm, phương thức làm ra sợi phở đặc trưng, công đoạn chế biến, hoàn thiện một bát phở ngon đảm bảo hương vị, chất lượng dinh dưỡng. Mì Quảng cũng nằm trong danh sách di sản mới được công bố. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nghề chế biến mì Quảng hiện được bảo tồn và phát triển tốt. Người dân làm nghề có thu nhập ổn định, nguy cơ mai một không cao. Việc công nhận di sản văn hóa quốc gia là động lực để bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hiện tại, các địa phương cho biết đã có phương án bảo vệ, phát huy giá trị di sản mới được công nhận. Sau hơn 6 giờ nỗ lực dập lửa, đến 20 giờ ngày 12 tháng 8, vụ cháy rừng thông tại thôn Đồng Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã cơ bản được dập tắt. Dù vụ cháy đã cơ bản được dập tắt, song tàn tro âm ỉ cháy vẫn còn ở nhiều điểm và nguy cơ bùng phát lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt là trong điều kiện ban ngày, thời tiết nắng nóng gay gắt, lá cây và thực bì khô rất dễ bén lửa. Chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã cắt cử lực lượng ứng trực, chủ động dập tắt đám cháy nếu phát hiện lửa bùng phát trở lại. Trước đó vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 8, một đám cháy bùng phát tại rừng thông thuộc thôn Đồng Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đây là vụ cháy thứ hai liên tiếp tại xã Quảng Đông. Vụ cháy trước đó xảy ra ngày 9 tháng 8 tại rừng trồng Bạch Đàn.
Sau 4 ngày vận hành thương mại, tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy đã đón trên 250.000 lượt khách. Riêng ngày 11 tháng 8, ngày Chủ nhật cuối tuần, tuyến metro này đã đón lượng khách kỷ lục lên đến 100.000 lượt khách. Thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đường sắt Hà Nội, lượng khách ngày 8 tháng 8, ngày đầu tiên metro Nhổn ga Hà Nội lăn bánh là trên 34.000, ngày 9 tháng 8 là trên 52.000, ngày 10 tháng 8 là trên 66.000 lượt khách. Cao điểm là ngày 11 tháng 8, đoạn tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy đã đón trên 100.000 lượt khách, nâng tổng khối lượng hành khách 4 ngày qua lên trên 250.000 lượt. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đường sắt Hà Nội, ông Vũ Hồng Trường chia sẻ: "Chúng tôi thật sự rất bất ngờ trước sức hút của đoạn tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy. Đoạn tuyến Nhổn – Cầu Giấy đã phá vỡ mọi kỷ lục cũ của đường sắt đô thị Hà Nội, thiết lập nên những kỷ lục mới, dấu mốc mới vô cùng ý nghĩa, đó là ngày có lượng khách cao nhất trên 100.000 lượt." Theo nhận định của lãnh đạo Hà Nội Metro, tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy sẽ hút khách hơn tuyến số 2A Cát Linh – Hà Đông. Đặc biệt khi tuyến này hoàn thiện cả phần đi ngầm đến ga Hà Nội thì lượng khách sẽ còn đông đúc hơn rất nhiều. Vâng, những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.